Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nam mạng. Thưa quý vị, đa phần những người tuổi Thân đều rất thông minh, họ nhanh nhạy trong các tình huống và có nhiều sáng kiến cũng như là phát biểu hay. Họ phản ứng rất nhanh trong các môi trường đổi mới, không nhờ vả, tự sức mình làm việc và cống hiến. Là những người rất đa tài, tài hoa xuất chúng, thích được chỉ huy người khác, đặc biệt là họ được khá nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Vậy thì với tuổi Nhâm Thân 1992 năm mạng thì sao? Dựa trên những đặc điểm chung của tuổi Thân và cung số của bản mệnh thì nam chủ sinh năm 1992 sẽ có vận trình cuộc sống ra sao? Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm đến cuối video. Gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 nam mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn trực nguy, mạng kiếm phong kim, gươm vàng, khắc phúc đông hỏa, con nhà bạch đế phú quý, xương con khỉ, tướng tinh con dê, ông tử vi độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Nhâm Thân thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng lắm lần gian nan, tha hương lập thân lấy thân, tổ tông sản nghiệp, khó phần cậy trông, thuận sinh có kẻ rước đưa, ăn trên ngồi trước bẩm thưa đón chào, lỗi sinh vất vả biết bao, tay bùn chân lấm, mắt hòa mồ hôi. Duyên tình phải chịu lôi thôi, anh em phận nấy khó mà giúp nhau. Có khi gặp hội tao phùng, nhiều phen đổi trác mới xong môn đình. Số này tuổi nhỏ tay không, lớn lên có của vợ chồng làm nên. Tổng quan, Nhâm Thân là một con người có tinh thần tự lập cao, từ nhỏ đã có nhiều mơ ước, hoài bão. Đến khi trưởng thành, những người này chăm chỉ cần cù và nỗ lực hết mình để xây dựng một sự nghiệp vững chắc. Tiền bạc, vật chất không phải tất cả với họ, nhưng họ ý thức được rằng mình cần phải phấn đấu, sống có ích và cống hiến hết mình. Bước đầu lập nghiệp sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng với lòng kiên trì và ý chí quyết tâm, Nhâm Thân đã chứng minh được cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình. Từ 30 tuổi trở đi, công việc của họ có nhiều cơ hội, triển vọng mới. Họ là những người sống thật thà, ngay thẳng và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ đồng cảm với mọi người, ở hiền gặp lành. Họ may mắn được trời phú cho một sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Ít khi thấy những người này đau ốm bệnh tật hay buồn phiền mệt mỏi. Tình duyên. Khi còn trẻ, Nhâm Thân tập trung nhiều hơn vào phát triển sự nghiệp, vì vậy tình duyên thường đến muộn hơn so với họ. Những người này ít khi rung động trước những mối quan hệ mới gặp gỡ, tình cảm của họ chỉ thực sự phát triển nảy nở khi cả hai đã cùng nhau gắn bó trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Và khi yêu, Nhâm Thân là một con người chung thủy, tìm người bạn đời lý tưởng với họ là chắc chắn. Tuy nhiên, mối tình cảm của họ có lâu dài được hay không còn phụ thuộc vào sự chân thành của đối phương. Tuổi Nhâm Thân sinh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch, phải trải qua nhiều mối tình. Tuổi Nhâm Thân mới tìm được người bạn đời thích hợp với mình. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm, chăm sóc cho người ấy. Tuổi Nhâm Thân sinh tháng 1, 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình, nhưng dường như mối quan hệ này vẫn chưa thực sự hòa hợp. Đừng quá lo lắng, chỉ cần hai bạn nhường nhịn, chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn, tình cảm sẽ có một ngày tốt đẹp. Tuổi Nhâm Thân sinh tháng 3, 4, 8 âm lịch, tình duyên thuận lợi, tìm được người bạn đầu, tâm đầu ý hợp, cùng quan trọng, cùng nhau gắn bó trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Gia đạo công danh, Nhâm Thân được mọi người yêu quý bởi sự năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Họ luôn là người đóng góp nhiều ý tưởng mới mẻ cho tập thể. Dù còn trẻ, nhưng những người này đã sớm gặt hái được nhiều thành công và được nhiều người biết đến. Đường công danh sự nghiệp có nhiều may mắn thuận lợi, gia đạo kém phần hòa hợp, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, những người thân trong nhà. Thế nhưng với sự khéo léo ứng xử của mình, Nhâm Thân nhanh chóng đứng ra hòa giải, gắn kết tình cảm gia đình. Tuổi hợp làm ăn. Lựa chọn tuổi hợp làm ăn giúp cho công việc và sự nghiệp của Nhâm Thân may mắn, thuận lợi và thành công hơn. Hợp tác với người tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân rất tốt, không những học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm mà Nhâm Thân còn được giúp đỡ nhiệt tình mỗi khi gặp khó khăn. Để giúp công việc làm ăn trở nên ngày càng vượng phát, Nhâm Thân sinh năm 1992 nên sử dụng pháp khí chiêu tài cho mình. Cụ thể, trong phong thủy, bản mệnh có thể sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tay tam hợp, Thân Tí Thìn sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật Thân Tí Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài vượng khí cho thân chủ. Đồng thời sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân.
Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân tế thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng phong thủy, hỗ trợ cho từng gia chủ một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với những tuổi canh thân, canh thìn, mậu dần thì chắc chắn nhâm thân không những có tình duyên thuận lợi mà công việc sự nghiệp cũng gặp nhiều tiến triển tốt đẹp. Kết hôn với tuổi kỷ tỵ, đinh sửu, tân tỵ, tân mùi, đời sống tình cảm phong phú, hòa hợp, vợ chồng son sắt. Tuy công việc sự nghiệp còn có khó khăn trắc trở, nhưng tân mùi may mắn khi có người bạn đời luôn ủng hộ, kề vai sát cánh, cùng mình vượt qua. Kết hôn với những tuổi kỷ mão, ất dậu, quý dậu, mối quan hệ này đôi khi xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Lý do là bởi vì đôi bên có những bất đồng trong quan điểm và ai cũng có cái tôi, không chịu nhường nhịn và lắng nghe. Để có được tình yêu lâu dài, hòa hợp, nhâm thân cần phải bỏ cái tôi cá nhân của mình đi, quan tâm và chăm sóc người ấy nhiều hơn. Ở độ tuổi 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi, vận mệnh của nhâm thân kém may mắn, không nên tiến hành những chuyện trọng đại trong cuộc đời như ăn hỏi, cưới xin. Nếu không, cuộc sống hôn nhân sau này của bạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhâm thân là một trong những con người thật thà, chung thủy và hết mình trong tình yêu. Thế nhưng cũng có một số người tuổi nhâm thân sinh vào tháng 1, 3, 6, 9, 10 âm lịch lại có số đào hoa, được nhiều người yêu mến và theo đuổi. Tuổi đại kỵ, dù trên phương diện hợp tác, làm ăn hay kết duyên, nhâm thân cũng nên tránh những tuổi sau: bính tý, ất hợi, nhâm ngọ, đinh hợi, giáp tý, canh ngọ, mậu tý. Bởi vì đó là những tuổi đại kỵ sẽ gây nên nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc đời nam mạng tuổi thân. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời ở độ tuổi 25, 28, 36, 42, nhâm thân sẽ gặp nhiều khó khăn cả về công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe, tình duyên. Bởi vậy, làm việc gì cũng phải đề phòng cẩn thận, không nên chủ quan, mất bình tĩnh, sẽ dẫn đến sai lầm. Trải qua thời kỳ khó khăn này, nam mạng tuổi thân sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp mình trưởng thành, chín chắn hơn. Bản mệnh có thể đem theo bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh của Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật. Thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở độ mạng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng vượt qua bình an, vượt qua thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất khi tiến hành những công việc quan trọng, những kế hoạch quan trọng, nhâm thân cần phải lựa chọn ngày giờ đẹp để xuất hành. Điều đó cũng giúp cho họ diễn ra mọi công việc của mình suôn sẻ, thuận lợi, như ý hơn. Đó chính là ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ, diễn biến từng năm. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, trong khoảng thời gian này, nhâm thân cần phải tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình. Có nhiều cơ hội, cũng có nhiều thử thách đặt ra cho bạn. Nếu vượt qua, công việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Dù bận rộn làm việc, nhưng bạn cũng nên dành thời gian để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là bạn đời. Từ 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có nhiều tài lộc, khối lượng công việc nhiều, thu thập cũng tăng lên so với mọi năm. Gia đình hòa thuận, vợ chồng có một lòng yêu thương gắn bó với nhau. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này sức khỏe lại không được như ý muốn. Không nên chủ quan với những căn bệnh nhỏ, nếu không sẽ gây ra những biến chứng về sau. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, từ 36 tuổi đến năm 38 tuổi, công việc gặp đôi chút khó khăn, trục trặc, cần phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn để giải quyết công việc. Từ 39 tuổi đến 40 tuổi, nhiều may mắn, tài lộc hơn, công danh sự nghiệp phát triển, làm tới đâu, thắng tới đó. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, khoảng thời gian này không gặp phải khó khăn trắc trở nhưng cũng không mấy may mắn, công việc duy trì ở mức ổn định, cần phải thận trọng hơn khi đưa ra quyết định, không nên đầu tư lớn vào lĩnh vực chưa am hiểu.
từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, sự nghiệp ổn định vững chắc. Đây chính là giai đoạn an nhàn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nhâm Thân. Đường tình duyên cũng vô vàn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, hiển vinh, cuộc sống ngập tràn niềm vui. Tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đúng đến 90%. Hy vọng từ Nhâm Thân 1992 đã có được những thông tin hữu ích về vận trình và số phận của mình. Chúc quý vị có thật nhiều may mắn và thành công. Và đồng thời nếu như quý vị gia chủ chúng ta muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin quý vị nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại.